Bác nói mình sử dụng 30% tánh người thôi, vậy 70% còn lại có phải là do Phật tánh điều khiển hay không? Có nghĩa là mình thấy thì đường tất cả những người đương thấy thì phải tưởng tượng ra, mà mình thấy thì cũng phải tưởng chứ không phải theo nhau. Hồi đó mình tưởng tùm lum, tưởng theo kiểu 84.000 thứ, giờ mình tưởng 2-3 thứ thôi, sử dụng ít lại. Bởi vì tôi nói là tề cái tánh lại chứ không phải chặt, chứ không phải như ông này chặt chặt 16 thứ tới người chặt nó mất, mà mất sao được, tề nó lại, tề để cho nó hòa vào cái ống. Như ngày xưa đó con ưa giận phải không, ưa giận 10 giờ con cũng giận 5-3 thôi cho nó nhẹ lại, chứ ai cũng không giận phải không, chỉ có người chết nó không giận thôi chứ người sống cái gì cũng giận hết. Nhưng mà con người tu thiền tông mà hiểu được rồi dường như nó biết mà nó không giận, mà cái ít lắm, cái phần này, cái thành phần này rất ít. Cái này là do cái kinh nghiệm mình nhìn cái người mà cõi âm nhiều, con đi đâu mà con thấy người mà cõi âm nhập á là con nghiên cứu đi rồi 2-3 cái nó y chang vậy, không không khác nào, không có khác đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Bạn con khi nằm thả lỏng người ra thì có cảm giác như rất nhẹ, cảm nhận xung quanh có mùi thơm và sự dịu mát. Vậy hiện tượng đó là gì ạ? Thứ nhất là tưởng, thứ hai là thích, tưởng rồi thích, thích cái gì thì nó vô cái nấy. Thế giới này thánh thần muốn ai, thần thì nghiêm túc, thánh thì theo cái tưởng con người. Tại sao người ta thích đi cúng lại cho này kia là do cái tưởng thôi, là do cái tưởng con người nó mới ra cái này, thấy không? Con người ta chết vì cái tưởng này nè, chứ không có gì hết. Tu không tu cũng do cái tưởng, mà giàu nghèo cũng do cái tưởng này, chứ không có nào khác rồi. Trần thế giới này không, cái tưởng là số một, bắt buộc con người phải sống với tưởng. Vì vậy mà thiền tông bắt cho anh tưởng thoải mái luôn, nhưng mà anh tưởng phải, thấy không? Còn vật lý không có nói cái chuyện này. Vật lý tu, anh muốn tu anh ép không cho tưởng là mới tưởng nó đi vào trong cái bất động á. Phải là đa người tu mà nó thành quả cao nhất là thành A La Hán, vừa bất động không cho tưởng nữa là nó cứng ngắc luôn á, thấy không? Thì vì thế mà nó vào trong cái bất động rồi nó sẽ có thần thông nó phát ra, mà nó phát ra là cái tai họa cho cái người đó, rồi cả suốt đời nó sẽ làm cái thần thông hoài, nó không không khi nào nó gặp được cái giải thoát được đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thiện ác là ở chí ta, chánh tà là ở tại tâm ta, hai câu này là có ý nghĩa như thế nào ạ? Do tưởng, thiện cũng tưởng mà ác cũng tưởng, do cái tưởng nó ra thôi. Cái gì nó cũng ta thôi, chánh tà gì nó cũng là do cái tưởng của người ta thôi, thấy không? Chứ đâu có gì đâu khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Làm sao để mình phân biệt được giữa cái biết của tánh Phật và cái suy nghĩ của tánh người ạ? Cái này là tương đối thôi, biết thanh tịnh là tánh Phật, biết mà tưởng là tánh người, mà cái này là tương đối thôi chứ không có không. Cái trong thế giới này tánh Phật biết dẫn qua cái tánh người, nhưng mà nó sàng lọc lại biết 100% là tánh người, biết 30% là tánh Phật. Bởi vì khi thấy chồng thấy phải xa luân hồi, thấy là anh chồng đủ 10 thì nó năng luân hồi nặng, chồng 2-3 thì nó luân hồi nhẹ, nó bắt buộc phải tưởng. Thế giới này bắt buộc phải tưởng, giống như thế giới này anh phải có ăn, anh mà không hiểu đạo đức thì anh ăn cho no, còn hiểu đạo đức thì anh ăn đầy đủ, vừa đủ thôi, tất cũng phải ăn thôi. Con người sống đây là phải tưởng, mà mình hiểu rồi thì mình tưởng nó đúng trong cái phạm vi nhân nghĩa lễ trí tín, còn mình không hiểu cái này thì mình tưởng ngoài cái này, nó chỉ vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi.